Những cái công ty khác đó thì mình bỏ tiền ra mình mua sản phẩm, còn tiền nó cũng như tiền ra trong, cũng như mình mua cà phê, mình mua nước ngọt, mua bánh, mua gạo, mua xăng. Còn ở đây mình mua mình trước này, mua Monterey, mua Lucenta, mình mua số tiền mình mua đi mà được tặng lại, vậy thì tiền ở đâu công ty tặng lại? Khi chúng ta chia sẻ luôn lòng, giống như sáng giám đốc nói với cái cô máy của chị Phượng á, tiêm tem sale đi thì càng tiêm càng giàu, càng mua càng giàu. Vậy thì người ta nói lừa đảo các bạn mà mình không giải thích được, vậy thì ở đâu mà tặng lại? Thì đây là hệ sinh thái đó. Những cái này là hệ sinh thái, nó có ba nền tảng. Nền tảng đầu tiên đây là healthy and medic. Healthy là sức khỏe, medic là công nghệ, công nghệ media, fintech. Đây là công nghệ về kỹ thuật số này. Đây là business. Và mình đếm là cách như đếm nè. Bên cái mảng nền tảng sức khỏe này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Được chưa? Vậy thì cái này là gì? Là Big Nam Việt Nam. Khi Big Nam Việt Nam mà làm có lợi nhuận á thì sẽ trích ra 10-30%. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là CGI, là chuyên kinh doanh về Lucenta từ năm 2012. Đến nay là đây là tim mạch này, là phục hồi tim mạch không xâm lấn. Ở đây là cell test, là công nghệ tim stem cell, là tế bào gốc. Đó, và những đây là những cái hệ sinh thái mà mình chưa biết. Hay Lucenta, mình tiêu chuốt là cộng đồng mua tiêu chuốt. The Lady là sản phẩm dành cho nữ giới. Đó, thì mình còn này là gì các chị biết không? Muối này, muối tím, muối tre của Hàn Quốc, cà phê là mỹ phẩm, là những cái sản phẩm mỹ phẩm rửa mặt nữa. Melavigo là mật ong, Lobica là giảm đào thải mỡ, đường mỡ thừa, peptide fiber là sản phẩm cũng ra giảm cân. Còn này là fintech, là điện cho là công nghệ. Thì PC mua là trang thương mại điện tử. Tới đây mà mình mua là mình lên đây mình mua hết, lên app mình mua hết. Đấy, cho nên người ta nói mua bán hàng đa cấp hay gì là không phải đâu. Đây, PC mua này tới đây mình lên app mình mua luôn. Ledit là kỹ thuật số. Ledit là một khoảng ít ta một chút mình sẽ đi tham quan. Tiếng ta cũng giống như là cái tóc á, hay là tiếng tóc ra kia bán hàng thì tiếng ta nó là giống như tiếng tập vậy. Tiếp đây điện info, kỹ thuật số là Zoomer. Các chị thấy rằng là Zoomer là đào tạo livestream, Zoom Moon, Bitnet, Meta Nebulous này. Các chị thấy cái đồng hồ này, đi bộ này, bơi lội này, đánh cầu lông nè, không đánh cầu lông đi bộ là nó cũng sản sinh ra tiền bạc luôn, tức là nó sẽ được tặng, đi bộ sẽ được tặng. Net MG thì các chị thấy rằng là tâm thấy là có một vài cái mới rồi đó. Còn business tức là đây là cái nền tảng là truyền thống, tức là những cái công ty kinh doanh truyền thống. Business là kinh doanh, là nanos, là máy nước nanos. Ở Malaysia là 100.000 người sử dụng. Chevrolet là cái chị đu đu hồi nãy đấy. Chevrolet là khi mà người Việt Nam hoặc là kể cả công ty mà du lịch đó, người ta trích ra 10-30% từ lợi nhuận, là công ty này là cũng nằm trong hệ sinh thái của đây. Tức là người ta đi du lịch mình vẫn được tiền. Eco Future Med Industry là ngành công nghiệp. Đây là các chị biết rằng là vừa rồi các chị mà NFT vừa rồi đó, cái đồng coi ấy, đây là thành phố thông minh, tức là về kỹ thuật số AI, công nghệ AI. Rồi Eco Idea. Rồi Big Nam Green Farm, các chị thấy ngày mai mình sẽ đi tham quan này nè. Big Nam Green Farm là trang trại sầu riêng của Big Nam. Và Big Nam có 3 giường. Rồi Duty là những sản phẩm mà chúng mình mua đấy. Ví dụ như là cà phê là sầu riêng nhà bánh rồi. Eco Stalan là các chị thấy Eco Stalan là trang trại sầu riêng luôn. Một lát nữa mình sẽ được đi ăn lẩu nhà hàng Hương Vương, đây là lẩu sức khỏe. Lẩu sức khỏe CMB Group đó, DNA. Rồi
L910 and Panet the sim. Các chị thấy à, chiếc này có lớn là dừa. À rồi chiếc dừa này là các chị biết rằng là vừa rồi ta cứu một cái gói mà gọi là nước dừa ấy. Nó ngon lắm anh chị. Nó khác với người dừa Việt Nam mình nha. Seafood Big Tay là trang trại cá giống ở miền Bắc của Malaysia giáp với Thái Lan. Big Tay Academy tức là học viện đào tạo huấn luyện. Và cái xa 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 này là từ hiện thì mình đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 x 14 là 30 đúng không? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 là 25 lần tại của bạn chúng ta. 39. Bao nhiêu rồi? Bạn này nhập 14, 16, 30. 39 đâu?